Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành một bước ngoặt trong lịch sử hiện đại. Các phương tiện truyền thông bùng nổ với một tin tức nổi bật: Ả Rập Saudi sẽ không gia hạn thỏa thuận petrodollar song phương với Mỹ, trong khuôn khổ mà mọi giao dịch mua bán dầu của Ả Rập Saudi phải được thực hiện bằng đồng đô la. Cùng với đó, cuộc đua giữa đồng USD và các đối thủ tiềm năng của BRICS đang ngày càng tăng nhiệt. Để hiểu được cơ chế của những thay đổi mang tính kiến tạo sắp tới trong nền kinh tế toàn cầu, chúng ta sẽ lùi lại theo dòng thời gian lịch sử một đoạn ngắn. Năm 1944, Thế chiến thứ hai vẫn đang diễn ra ác liệt ở châu Âu. Mỹ và Anh lúc đó đang gấp rút chuẩn bị cho chiến thắng. Một năm trước đó, các nhà tài chính Mỹ bắt đầu phát triển một kế hoạch tài chính toàn cầu nhằm biến Mỹ trở thành bá chủ và kiểm soát thế giới. Trên thực tế, đó là những gì rốt cuộc đã xảy ra. Năm 1944, đại diện của các nước phe đồng minh tập trung tại thị trấn Bretton Woods ở New Hampshire. Trong phái đoàn Mỹ có nhà kinh tế học Harry White, đồng nghiệp của ông từ phía Anh John Keynes và Liên Xô cử phó chính ủy nhân dân ngoại thương Mikhail Stepanov, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau chủ trì cuộc họp. Người Mỹ ngay lập tức tóm gọn chủ đề. Phái đoàn Mỹ nhấn mạnh rằng hiện tại Mỹ có trữ lượng vàng vật chất lớn nhất, nền kinh tế, ngành công nghiệp hùng mạnh nhất và đơn giản là không chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Washington yêu cầu những người tham gia đồng ý chấp nhận đồng đô la là tiền tệ dự trữ duy nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi, bất kỳ hàng hóa nào trên thị trường thế giới đều phải được tính bằng đồng đô la, và bản thân đồng đô la gắn liền với trữ lượng và giá trị của vàng trong kho bạc. Phái đoàn Anh hài lòng với kế hoạch này vì hiệp định ngay lập tức quy định tình trạng đặc biệt của đồng bảng Anh và một số chế độ thương mại ưu đãi nhất định. Liên Xô không nhận được gì ngoài nghĩa vụ đầu tư vào chứng khoán của Mỹ và gánh vác nhiệm vụ duy trì quyền bá chủ tài chính và là công cụ địa chính trị của Mỹ. Nhận thức đầy đủ về tình trạng bấp bênh của nền kinh tế Liên Xô vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin kiên quyết bác bỏ đề xuất này. Kết quả của cuộc gặp, người Mỹ và người Anh thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế IBRD nổi tiếng. Thị trấn Bretton Woods đã trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ vì thời điểm đó hầu như cả thế giới đang nỗ lực để duy trì đồng tiền của Mỹ và Washington có thể in tiền theo tấn mà không sợ siêu lạm phát. Điều này tiếp tục cho đến năm 1971 khi đồng đô la cạn kiệt khả năng của nó, theo nghĩa đơn giản là nguồn dự trữ đã cạn kiệt vàng vật chất. Nhưng Mỹ đã thâu tóm được sức mạnh thế giới và sẽ không phá vỡ hệ thống cực kỳ sinh lời chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Do đó, Tổng thống Nixon đã bãi bỏ chế độ bản vị vàng và thế giới bước vào thời kỳ được gọi là hệ thống tiền tệ Jamaica. Trong đó, đồng đô la không còn được neo vào kim loại màu vàng mà được hỗ trợ bởi nguồn lực của các nước đang phát triển. Nhiều nhà sử học đồng tình rằng chính vòng xoáy ngày càng sâu của chiến tranh lạnh đã gây ra sự biến đổi của nền kinh tế thế giới khi Liên Xô bị đánh bại từ mọi phía, kể cả bị bóp nghẹt tài chính. Năm 1974, khi cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng khắp thế giới, Mỹ đã đưa ra một lời đề nghị khó từ chối với Ả Rập Saudi. Gần đây, trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã được tìm thấy trên bán đảo Ả Rập, nơi bắt đầu cuộc hành quân khải hoàn với tư cách là nữ hoàng năng lượng, nhanh chóng giết chết than đá. Nền kinh tế Mỹ lúc đó đang trì trệ và để duy trì đà tăng trưởng cần phải bơm thêm một luồng sinh khí mới, đó là dầu mỏ. Ngày 8 tháng 6 năm 1974, Mỹ đã mời Ả Rập Saudi ký một thỏa thuận. Theo đó, Mỹ cam kết cung cấp vũ khí, giới thiệu công nghệ mới và hỗ trợ công nghiệp hóa, y tế và giáo dục. Đổi lại, họ yêu cầu những điều vô nghĩa. Ả Rập Saudi phải điều phối khối lượng sản xuất dầu với Washington, ưu tiên bán dầu cho các công ty Mỹ và đầu tư doanh thu thặng dư từ dầu vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Một trong những quy tắc mang tính bao trùm là quá trình bán dầu và các hàng hóa khác độc quyền được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ả Rập Saudi vào thời điểm đó đang trải qua thời kỳ khó khăn trong quan hệ với các nước láng giềng, có nghi vấn về khả năng nước này biến mất về mặt vật chất, và do đó các tiểu vương quốc Ả Rập đã đồng ý.
Thỏa thuận song phương được tự động gia hạn 5 năm một lần, nhưng giờ đây nó không còn tự động nữa. Phía bên Ả Rập Saudi đã có được vị thế bình xăng dự trữ của Mỹ. Vâng, bây giờ là mấu chốt chính. Ngày nay, Ả Rập Saudi là một quốc gia giàu có và phát triển nhanh. Thành công của nước này dựa trên trữ lượng hydrocarbon khổng lồ và giới lãnh đạo đất nước hoàn toàn hiểu rõ về lợi thế này. Hơn 10 năm qua, cả thế giới đã tận mắt chứng kiến rằng nước Mỹ không còn quá hùng mạnh và ý kiến của nước này có thể bị bỏ qua. Điều này đang được minh chứng bởi nước Nga rộng lớn với dân số không thuộc hàng đông nhất thế giới. Đồng thời, Nga cố gắng phát triển nền kinh tế đáng ngạc nhiên trong điều kiện hàng ngàn lệnh trừng phạt bủa vây và hạn chế được bổ sung liên tục, đến mức không thể tưởng tượng được. Những lệnh cấm hay hạn chế đó được đưa ra chủ yếu nhằm vào lĩnh vực dầu khí. Đồng minh địa chiến lược chính của Moscow là Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và đang tiến tới vòng thứ hai với vị thế thuận lợi hơn nhiều so với năm 2017. Ả Rập Saudi chỉ còn một bước nữa là thiết lập quan hệ bình thường với Iran. Dưới sự bảo trợ của nhiều nhóm vũ trang có quy mô quân đội tốt đang chiến đấu trong khu vực. Song phương Nga-Trung từ lâu đã đề nghị Riyadh ngừng hỗ trợ sức mua của đồng đô la bằng những thùng tiền khó kiếm được. Điều này cũng sẽ làm suy giảm các mối đe dọa quân sự bên ngoài đối với vương quốc. Ngoài ra, Mỹ là đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc, song Bắc Kinh cũng đã tích cực loại bỏ trái phiếu kho bạc của Mỹ trong những năm gần đây, giảm khoản đầu tư từ 1,3 ngàn tỷ xuống còn 800 tỷ USD. Đồng thời, khối lượng bán hydrocarbon của Ả Rập đang tăng với tốc độ nhanh và các phương thức thanh toán bằng nhân dân tệ, yên và tiền điện tử đã được thử nghiệm. Tuy nhiên, phần lớn là nguyên nhân của việc dừng thỏa thuận petrodollar xuất phát từ bối cảnh địa chính trị, kinh tế hiện tại. Vài năm trước, Ả Rập Saudi đã trở thành một phần của hệ thống thanh toán CBDC, tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Đa quốc gia toàn cầu, cho phép các hoạt động giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ điện tử thuận tiện nào mà không cần quan tâm đến bất kỳ ai. Dự án được thực hiện trên cơ sở Ngân hàng Dự trữ Nam Phi với sự tham gia của các ngân hàng trung ương Israel, Namibia, Pháp, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Ngân hàng Trung ương Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York, Ngân hàng Dự trữ Australia và Ngân hàng Thế giới. Trong suốt chặng đường, kể từ năm 2021, dự án Enbridge đã vận hành thành công, được tài trợ bởi Ngân hàng Trung ương UAE, Ngân hàng Thái Lan, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Có nghĩa là, vào thời điểm thỏa thuận 50 năm với Mỹ hết hạn, việc tìm lý do để gia hạn thỏa thuận trở nên khó khăn hơn nhiều đối với Ả Rập Saudi so với việc lần đầu tiên được tự do. Riyadh thông báo sẽ không gia hạn thỏa thuận petrodollar với Mỹ. Điều này cho phép Ả Rập Saudi bán dầu bằng bất kỳ loại tiền tệ nào, từ đó đe dọa đồng USD với tư cách là tiền tệ dự trữ thế giới cũng như sự thay đổi trong mô hình tài chính toàn cầu. Bình luận về những gì xảy ra, ông Hossein Askari, cựu thành viên ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế, hiện là cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Saudi, nhận xét uy tín toàn cầu của Mỹ trong lĩnh vực thương mại đã thực sự suy giảm. Vị chuyên gia cho rằng quyết định không gia hạn petrodollar nguyên nhân không phải từ lý do tài chính mà phía Riyadh theo đuổi. Theo ông Askari, nếu họ thay đổi loại tiền tệ thì điều này phải xuất phát từ động cơ chính trị lớn hơn. Mặc dù đồng đô la Mỹ ổn định hơn hẳn khi đặt cạnh các loại tiền tệ khác, nhưng việc định giá dầu trong rổ tiền tệ như quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ khiến giá nhiên liệu trở nên ổn định hơn. Cố vấn Askari khẳng định việc chính quyền Ả Rập Saudi không gia hạn thỏa thuận petrodollar kéo dài 50 năm là một thông điệp cho thấy vai trò quốc tế của Mỹ trong thương mại đang bắt đầu suy giảm. Cần phải đề cập đến một yếu tố trong chính sách của Mỹ như việc thúc đẩy chương trình nghị sự xanh. Nó đang được áp đặt như một tối hậu thư cả ở Mỹ và ở những quốc gia đang thiếu thận trọng khi kết bạn với Washington. Hơn nữa, những người biện hộ tích cực nhất cho nó là Đảng Dân Chủ, trong khi Đảng Cộng Hòa trung thành hơn nhiều với năng lượng truyền thống dựa trên ba trụ cột, than, khí đốt và dầu mỏ. Đối với Ả Rập Saudi, thắt chặt tình hữu nghị hơn nữa với Washington
đồng nghĩa với việc bị bóp nghẹt không thể tránh khỏi trong tương lai của ngành công nghiệp then chốt của họ, nền tảng của chính nhà nước và sự giàu có của nó. Do đó, có thể nói rằng trước đây cựu Tổng thống Mỹ Nixon đã phá hủy hệ thống bản vị vàng vào thời của ông ấy, thì nay dưới thời Tổng thống đương nhiệm Biden, khi theo đuổi một chương trình nghị sự thời thượng đã cắt đứt gốc rễ của đồng đô la dầu mỏ, mất đi nhà cung cấp chính và hỗ trợ tài chính. Ở một góc độ khác, một nghiên cứu mới của Trung tâm Địa Kinh tế Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ được công bố ngày 25 tháng 6 năm 2024 cho thấy đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ chính của thế giới và cả đồng euro hay các nước BRICS đều không thể giảm sự phụ thuộc toàn cầu vào đồng USD. Báo cáo mang tên Giám sát sự thống trị của đồng USD cho biết đồng USD tiếp tục thống trị trong dự trữ ngoại hối, hóa đơn thương mại và giao dịch tiền tệ trên toàn cầu. Vai trò của USD là đồng tiền dự trữ toàn cầu chính được đảm bảo trong thời gian ngắn và trung hạn. Sự thống trị của đồng USD hay vai trò to lớn của đồng USD trong nền kinh tế thế giới gần đây đã được củng cố nhờ nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và rủi ro địa chính trị gia tăng, ngay cả khi sự phân mảnh kinh tế đã thúc đẩy các nước BRICS chuyển sang các đồng tiền dự trữ quốc gia và quốc tế khác. Báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương cho hay các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã thúc đẩy các nước BRICS nỗ lực phát triển một liên minh tiền tệ, một đồng tiền chung BRICS, nhưng nhóm này chưa đạt được tiến bộ trong nỗ lực phi đô la hóa. Vậy nên có thể thấy là chúng ta đang sống trong thời kỳ thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.